chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Triệu Quý Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì trong mấy ngày qua đã có nhiều khán thính giả gửi tin nhắn điện thư hỏi về việc các bác cờ vàng chống đối chống phá phái đoàn của ông thủ tướng nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ông Phạm Minh Chính ra sao thưa quý vị. Thì chúng tôi cũng biết rằng thường Xin trả lời cho quý vị khán giả là thường khi có những phái đoàn của nhà nước Việt Nam sang Hoa Kỳ hay các quốc gia Tây Phương Thì những uh, chống cộng cực đoan, những người chống cộng, những người uh, ủng hộ cờ vàng ba sọc đỏ ngày xưa của Việt Nam Cộng Hòa Đều tìm cách để mà phản đối lên tiếng rồi biểu tình vân vân thưa quý vị Thì ở đây chúng tôi chỉ nói vài vụ nổi cộng À, trước hết thì chúng tôi cũng đã nói về ông à, cựu trung tá quân lực hoa kỳ là ông trần quốc anh hiện nay đang là chủ tịch của cộng đồng houston và chủ tịch của tổ chức à, những người việt à, quốc gia ở liên bang hoa kỳ thưa quý vị là như vậy thì à, trên màn hình à, đây là trang nhà của ông à, trần quốc anh tức là cựu trung tá và là chủ tịch à, cộng đồng người Việt quốc gia ở Houston tức là một tổ chức chống cộng thưa quý vị thì ở đây cũng xin trả lời cho một số khán sinh giả hỏi về cái chức này thì trước đây là ông Hoàng Di Hùng nắm giữ thưa quý vị là như vậy và qua nhiều đời thì bây giờ đến ông cựu trung tá lục quân Hoa Kỳ Trần của Anh nắm giữ thưa quý vị và ai cũng biết về ông Hoàng Duy Hùng ở Houston như thế nào thì chúng tôi không muốn uh, nhắc đến. Thì uh, theo trang nhà của ông Trần Quang, ông cho biết là hay còn gọi là uh, dậm chân, dậm cẳng, kêu trời thưa quý vị. Ông cho biết là ông đã bỏ lỡ cơ hội, ở đây cơ hội là để đối đầu, đối mặt trực tiếp với đoàn xe của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thì ông nói rằng là ông đã bỏ lỡ cơ hội và ông biết rằng là ông Phạm Minh Chính sẽ có mặt ở Nhà Trắng từ 3 giờ tới 5 giờ chiều. Và ông đã thất bại trong cái việc mà đứng ngay ở cái buổi tình xanh để mà có thể dương cao lá cờ Việt Nam Cộng Hòa để cho phái đoàn có thể thấy thưa quý vị. Và ông cho biết là một bài học đã được học thưa quý vị tức là bài học thất bại trong cái việc mà nắm bắt thông tin xử lý thông tin để mà ra quyết định đúng thì ông cho biết là cái sơ đồ của nhà trắng như thế này và quý vị cũng thấy là nhà trắng nó khá rộng với các đường các ngõ vào phía đông phía tây phía nam phía bắc vân vân thì có lẽ là ông cựu trung tá lục quân hoa kỳ hoang mang và cũng có thể ông bị trúng cái nghi binh đưa quý vị có những tin tức được loan truyền đồn đoán ra để mà lái hướng các đoàn biểu tình ở đây chúng tôi biết rằng là không ai muốn có cái sự đối đầu trực tiếp và sự phản đối mạnh mẽ của những phái đoàn cờ vàng cho nên có thể nói là những tin tức nửa kín nửa hở nửa thông báo rửa bí mật lan truyền chỗ này chỗ nọ chỗ kia là phái đoàn của ông phạm minh chính sẽ đến vân vân đưa quý vị nhưng mà có thể nói đó có thể là tình giả trong khi tin thật thì kính như bừng nói chung là một đoàn nghi binh đưa quý vị thì những tin tức nhiều tin tức đồn đoán và ông bà nào cũng cho rằng là mình nắm được tin tức chính xác thưa quý vị rồi Tự cho mình cái quyền là loan tin, loan báo, loạn xạ lên. Cho nên có thể nói là ông Trung ta lục quân Hoa Kỳ kỳ này còn non và xanh đưa quý vị. Khi mà ông dậm chân kêu trời, nói bỏ lỡ cơ hội để mà dương cao lắc phản đối Phái đoàn. À, tiếp theo đây là một nhóm của ông Đỗ Văn Hội. Quý vị thấy là ông bác sĩ Đỗ Văn Hội đang trả lời với báo chí thì đó là cái cộng đồng liên bang hoa kỳ và quý vị thấy người mặc áo thung xanh đeo kính đen đó chính là cựu trung tá lục quân hoa kỳ trần quốc anh thì quý vị có thể đếm bao nhiêu người trên màn hình tham gia cuộc biểu tình đó thì uh, chúng tôi nghĩ rằng chỉ tầm khoảng trên chục người thưa quý vị còn đây là một cuộc biểu tình phản kháng ở tại boston và quý vị thấy đoàn xe bật vụ đang đậu dọc theo bên đường và những người trong phái đoàn của Thủ tướng Phạm Minh Chính đang tiến vào tòa nhà để mà hội họp ở thành phố Boston và ngay trước cửa thì đã có một lá cờ vàng ba sọc đỏ do phía cộng đồng biểu tình chống đối thưa quý vị và cũng không có gì ngạc nhiên là họ làm như thế thì có thể nói coi như là những trận chiến thưa quý vị và mỗi nơi thì đều có an ninh bảo vệ an ninh của phía Hoa Kỳ an ninh của phía Việt Nam và an ninh của cơ sở địa phương thưa quý vị à, nói chung là nhiều lớp an ninh cho nên nó cũng không có gì ngạc nhiên khi có những tin tức được tung ra để nghi binh khiến cho lực lượng cờ vàng hết sức vất vả khi nghe góng những tin tức như thế và đã chạy tới chạy lui nhiều chỗ khác nhau mà không thấy cộng sản xuất hiện vân vân thưa quý vị